Sau một thời gian bị nuôi nhốt, những chú rùa hoang dã này đang được lực lượng chức năng trả về thiên nhiên. Và thật tình cờ, những động vật này được thả tự do cũng chỉ sau lễ Vu Lan một ngày. Điều này khiến các bộ phận kiểm lâm thêm phần hào hứng khi thực hiện công việc. Bữa nay phóng sinh tuyệt vời. Đúng ý nghĩa của ngày. Ngày này hôm nay phóng sinh cho nó. Ngày rằm tháng 7. Được giải cứu. Thả về tự nhiên nó thấy hết. Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai thả 65 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Số cá thể động vật hoang dã gồm 15 loài như chăn đất, cầy vòi hương, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, chim cao cát bụng trắng, rùa 3G và một số loài khác. Những động vật này được Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận từ người dân tự nguyện bàn giao và đưa về cứu hộ chăm sóc tại trạm cứu hộ động vật hoang dã. Hiện sức khỏe những cá thể động vật này đã ổn định, có thể quay lại môi trường tự nhiên để sinh sống và phát triển. Đây là những cái loài phân bố tự nhiên tại đây khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Nai. Hết chưa?